Kết quả Pháp gặp Peru World Cup 2018, siêu sao 19 tuổi định đoạt trận đấu. Sức mạnh của đội tuyển Pháp được thể hiện rất rõ trong cuộc đối đầu với Peru. Với tâm thế của một ứng cử viên vô địch, đội tuyển Pháp đặt quyết tâm rất cao trong cuộc chiến với Peru. Tuy nhiên không vì thế mà đoàn quân của huấn luyện viên Deschamps đá nhanh ngay từ đầu. Trong ít phút đầu tiên, Peru là đội nhập cuộc đầy hứng khởi. Nhưng thời gian sau đó chứng kiến đội tuyển Pháp thị uy sức mạnh một cách hết sức khủng khiếp. Liên tiếp những pha hãm thành khiến khung thành của Peru chao đảo dữ dội. Cuối cùng điều gì đến cũng phải đến. Vào phút 34, Giroud tung cú đập chân hậu vệ Peru bay qua đầu thủ môn. Mbappe tận dụng cơ hội tuyệt vời để băng vào mở tỷ số. Với bàn thắng vào lưới đội tuyển Peru, Mbappe không chỉ đi vào lịch sử đội tuyển Pháp, mà còn giúp đội nhà giành vé vào vòng 1/8 World Cup 2018. Không có điểm ngày ra quân, đội tuyển Peru buộc phải giành điểm trước đội tuyển Pháp mới mở ra hy vọng giành vé vào vòng 1/8. Bởi tính chất quyết định, Peru nhập cuộc với quyết tâm cao và tạo thế áp đảo. Tuy nhiên sau 10 phút, đội tuyển Pháp đã dần ổn định đội hình và giành quyền kiểm soát bóng nhiều hơn. Liên tục có những pha tấn công được tạo ra trong vòng cấm đối phương, thế nhưng tất cả đều chỉ là cơ hội. Cho đến phút 34, xuất phát từ đường truyền của Pogba, Giroud thoát xuống bấm bóng qua đầu thủ môn Peru. Việc còn lại là quá dễ dàng với Mbappe mở tỷ số cho đội tuyển Pháp. Bị thủng lưới, đội tuyển Peru buộc phải tràn lên tấn công nếu như không muốn về nước sớm. Thế nhưng Peru đối mặt với hàng thủ vững chãi của đội tuyển Pháp. Họ buộc phải tìm kiếm cơ hội bằng những cú dứt điểm từ xa. Trong hiệp 2, Peru tung ra rất nhiều pha dứt điểm. Thủ thành Lloris đã không ít lần bắt bóng cứu nguy cho đội tuyển Pháp. Chưa dừng lại ở đó, may mắn cũng mỉm cười với đội tuyển Pháp khi được khung thành cứu thua. Đó là pha dứt điểm của Aquino của Peru ở phút 50. Bóng đi đập góc chữ A khung thành đội tuyển Pháp đi ra ngoài. Trong khoảng thời gian còn lại, đội tuyển Pháp chủ động chơi phòng ngự. Họ đã thành công trong việc bảo vệ thành quả của mình. Với chiến thắng 1-0 này, đội tuyển Úc chính thức giành vé vào sớm vòng 1/8 với 6 điểm. Trong khi đó Peru cũng chính thức bị loại với 0 điểm sau 2 lượt trận. Với cá nhân Mbappe, bàn thắng trên giúp anh trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử đội tuyển Pháp ghi bàn trong một kỳ World Cup, 19 tuổi và 183 ngày. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Croatia tuyên bố bá đạo khiến Argentina và Messi phát hoảng tại World Cup 2018. Huấn luyện viên trưởng Croatia Zlatko Dalic đã làm nóng trước màn đọ sức vũ khúc tango bằng tuyên bố nghe phát hoảng. Đấu Argentina là trận đấu dễ nhất của ông và học trò. Argentina gặp Croatia trận đấu ở lượt thứ hai bảng D diễn ra vào lúc 1 giờ đêm nay 22 tháng 6 giờ Việt Nam, được thuyền trưởng Croatia Zlatko Dalic làm nóng lên bởi tuyên bố bá đạo, chấn áp tinh thần lên đối thủ, nhất là khi Messi và Argentina ra quân tệ hại. Hiện Croatia đang có 3 điểm, còn Argentina mới có 1 điểm. Huấn luyện viên Dalic tuyên bố, đấu Argentina là trận đấu dễ nhất của ông và các học trò. Hãy nghe nhà cầm quân này lập luận vì sao trận đấu với Argentina là trận dễ nhất của Croatia. Tôi không nói Argentina là đối thủ dễ nhất. Tôi nói gặp Argentina là trận đấu dễ nhất của chúng tôi. Croatia không có gì để mất. Theo tuyển trưởng Dalic, chính việc số đông đều chọn Argentina, không tin Croatia thắng khiến ông và học trò hầu như không gặp sức ép nào. Chúng tôi có 3 điểm trong túi. Chúng tôi sẽ đối đầu với một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Vì thế tôi nói với cầu thủ, hãy cứ thưởng thức trận đấu. Ở trận ra quân, Croatia thắng Nigeria 2-0, còn Argentina hòa Iceland 1-1. Croatia sở hữu đội hình với hai cái tên sáng giá nhất là Rakitic của Barcelona và Luka Modric của Real Madrid, nhưng rõ ràng là nằm ở chiếu dưới trong cuộc đối đầu với Argentina. Trong trận đấu cần phải thắng và bị đối thủ tạo thêm sức ép, Messi và Argentina liệu có chứng tỏ được bản lĩnh của ông lớn để là chính mình? Câu trả lời sẽ có vào đêm nay. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo.
Ngay phút thứ tư trận đấu Maroc, Ronaldo đã có bàn thắng thứ tư của mình tại World Cup 2018. Sau trận hòa 3 đều đầy kịch tính trước đội tuyển Tây Ban Nha, nhờ cú hat-trick ấn tượng của Cristiano Ronaldo, đội tuyển Bồ Đào Nha bước vào lượt trận thứ hai tại bảng B World Cup 2018, gặp đội tuyển Maroc với quyết tâm đánh bại đối thủ đến từ Bắc Phi. Ngay phút thứ tư, Bồ Đào Nha được hưởng quả đá phạt góc bên cánh phải. Thay vì tạt thẳng, người thực hiện phạt góc cho Selecao là Bernardo Silva đã truyền cho João Moutinho để tiền vệ mang áo số 8 của đội bóng áo trắng treo bóng giúp Ronaldo đánh đầu tầm thấp hiểm hóc, hạ gục thủ thành Muni Mohan Mohamedi, mang về bàn mở tỷ số cho đội tuyển Bồ Đào Nha. Như vậy, chỉ chưa đầy 24 giờ sau khi để Denis Cheryshev cân bằng thành tích 3 bàn ở vòng chung kết World Cup 2018, Ronaldo lại vươn lên để dẫn đầu danh sách nhà đạn ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm nay trên đất Nga với pha lập công thứ tư cho nhà đương kim vô địch châu Âu. Những cột mốc lịch sử chói lòa lại gọi tên Cristiano Ronaldo với pha thiết đầu công thành bàn vào lưới đội tuyển Maroc trên sân Luzhniki, Moscow tối 20 tháng 6. Anh đã có được 85 bàn cho đội tuyển Bồ Đào Nha và trở thành cầu thủ ghi bàn tốt nhất lịch sử cho đội tuyển quốc gia của mình ở châu Âu. Cristiano Ronaldo cũng chính là cầu thủ Bồ Đào Nha đầu tiên sau 52 năm kể từ khi José Torres năm 1966 ghi bàn bằng cả chân phải, chân trái và bằng đầu tại một kỳ World Cup. Đội tuyển Maroc dốc toàn lực để tận dụng những phút cuối cùng. Tuy nhiên, những nỗ lực của Maroc là không đủ khi đội tuyển này vẫn phải chịu thất bại 0-1 chung cuộc và chính thức trở thành đội đầu tiên bị loại, dù thi đấu không hề tồi. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Cristiano Ronaldo, ngôi sao tỏa sáng nhất ở World Cup 2018. Cristiano Ronaldo có màn trình diễn tuyệt vời khi lập hat-trick vào lưới của Tây Ban Nha, qua đó thiết lập nên những kỷ lục đáng nể. Trận cầu được coi là hấp dẫn nhất vòng bảng giữa cựu vô địch thế giới Tây Ban Nha và đương kim châu Âu Bồ Đào Nha chứng kiến màn tỏa sáng rực rỡ của Cristiano Ronaldo. Chủ nhân quả bóng vàng giúp Brazil châu Âu có được trận hòa kịch tính trước khi lập hat-trick. Những thống kê chỉ ra sự hiệu quả đáng kinh ngạc của CR7 trong trận đấu này. Tất cả những cú sút của tiền đạo người Bồ Đào Nha trong trận đấu này đều đi trúng đích. 75% trong số đó đã được chuyển hóa thành bàn thắng. Tỷ lệ chuyền bóng 93% của Ronaldo cũng thực sự đáng nể trong bối cảnh đội bóng mang màu áo bã trầu chơi thấp và thường xuyên phải nhường thế trận cho đối thủ. Ba lần phá lưới De Gea đánh dấu hat-trick thứ 51 trong sự nghiệp của Ronaldo. Trùng hợp thay, đây cũng là hat-trick thứ 51 được ghi trong lịch sử World Cup. Trước khi gặp Tây Ban Nha, CR7 đã từng 5 lần lập hat-trick cho đội tuyển Bồ Đào Nha. Tuy nhiên đều được các đối thủ không được coi là máu mặt. Bắc Ireland, Thụy Điển, Armenia, đảo Faroe và Andorra. Thành tích này còn có ý nghĩa hơn nữa khi trước Ronaldo chưa có một ai chọc thủng lưới La Roja đến 3 lần trong một trận đấu tại vòng chung kết World Cup. Hat-trick của Ronaldo được thực hiện khi anh đã 33 tuổi 131 ngày. Điều này khiến CR7 trở thành cầu thủ nhiều tuổi nhất lập được hat-trick tại vòng chung kết World Cup. Kỷ lục trước đó thuộc về Rob Rebsenbrink khi cựu tuyển thủ Hà Lan một mình đem về chiến thắng 3 sao cho đội bóng xứ sở Hoa Tulip trong cuộc đối đầu với đội tuyển Iran ở bảng A vòng chung kết World Cup 1978. Sau trận đấu với Tây Ban Nha, Ronaldo cũng chính thức bắt kịp huyền thoại Ferenc Puskás của Hungary về thành tích ghi bàn cho đội tuyển quốc gia với 84 bàn. Với việc Ali Deh của đội tuyển Iran đã giải nghệ, CR7 chính là cầu thủ còn thi đấu có thành tích tốt nhất trong màu áo đội tuyển quốc gia. Khoảng cách mà Ronaldo tạo ra với những cầu thủ còn lại đang thi đấu khác cũng khá xa, khi top 5 trong danh sách này đều đã giải nghệ, ngoại trừ chính cầu thủ người Bồ Đào Nha. Một kỷ lục nữa Ronaldo thiết lập sau trận mở màn bảng B chính là việc anh trở thành người duy nhất trong lịch sử ghi bàn trong 9 vòng chung kết của các giải đấu quốc tế liên tiếp. Sau cú đánh đầu tung lưới Hy Lạp tại vòng bảng Euro 2004, cựu cầu thủ Manchester United đã ghi thêm 16 bàn nữa, trải dài tại các kỳ World Cup và Euro. Ronaldo cũng trở thành một trong 4 người từng lập công trong 4 kỳ World Cup liên tiếp sau các huyền thoại Pele Brazil, Uwe Seeler Đức và Klose của đội tuyển Đức.
Nổi tiếng với sự chuyên nghiệp, chế độ dinh dưỡng, tập luyện khoa học, Cristiano Ronaldo hoàn toàn có thể duy trì thời gian chơi bóng đỉnh cao để lập kỷ lục tại kỳ World Cup 2022 tại Qatar. Kể từ đầu năm 2018, Ronaldo đã ra sân 26 trận, nhưng sở hữu số lần lập công lên đến 33. Điều này có nghĩa cứ 67 phút thì người hâm mộ lại có thể nhìn thấy CR7 ăn mừng. Thành tích này tạm thời biến năm 2018 trở thành năm dương lịch có hiệu suất tốt nhất trong sự nghiệp của ngôi sao đang khoác áo Real Madrid. Cho đến lúc này, Ronaldo đã có 14 lần ra sân tại World Cup và sở hữu 6 bàn thắng. Thành tích này còn kém xa chân sút số 1 trong lịch sử World Cup Closer 16 bàn. Tuy nhiên với việc chỉ phải gặp những đối thủ không quá mạnh tại các lượt đấu sau, Iran và Maroc, thì việc Ronaldo tiếp tục bùng nổ và tiếp tục thiết lập những kỷ lục mới là điều người hâm mộ hoàn toàn có thể mong chờ. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem.